Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và mình tin là sau khi đọc xong video thì kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều bạn và chửi mình là chấm dứt cái thằng thì tiêu đề video của mình đặt iPhone đã chấm dứt. Thì đấy chính là việc Apple iPhone với thiết kế cũ như chiếc iPhone 8 này, 8 Plus này chính thức sẽ được chấm dứt kể từ năm nay 2018. Bởi vì sao ư? Bởi vì trong bộ 3 chiếc iPhone mới được dò dỉ trên mạng hiện tại thông qua video của em SkippySD, hoặc là các bạn có thể tìm thấy trên rất nhiều những cái trang báo về công nghệ trên thế giới, thì có thể khẳng định đó là cả 3 chiếc iPhone mới trong năm nay đều có cái form thiết kế giống như là iPhone 10. Tức là chúng ta có tai thỏ, có tỷ lệ màn hình mới và cũng có cái màn hình tràm viền mới. Vậy thì tại sao mình lại có thể khẳng định đấy là chính thức chấm dứt? Là bởi vì ở cái thời điểm hiện tại này này, những cái mẫu sản phẩm như vậy mà được dò dỉ ra thì nó phải chính xác tới tầm 90%. Tại vì Apple sẽ phải gửi những cái bản mẫu cho những bên là phụ kiện này, hoặc là gửi cho những bên là media plan rồi các thứ làm kế hoạch marketing các thứ này nọ. Nhưng nói chung là đã rò rỉ ở thời điểm hiện tại, lại còn là mô hình chuẩn như thế, thì chắc chắn đấy sẽ là iPhone mới của chúng ta. Và không hề có bất cứ một cái bóng dáng nào, một sự tồn tại nào của những chiếc iPhone với form cũ như thế này. Thế thì hãy cùng nhau nhìn lại để xem với cái form thiết kế cũ như trên iPhone 8 Plus thì nó có những điểm lợi gì và nó có những bất cập gì mà khiến cho Apple đã thực sự chấm dứt nó kể từ năm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từng thứ một nhé. Let's go! Trước tiên đó thì nếu như các bạn vẫn còn muốn hoài niệm và mua cho mình một chiếc iPhone 8, 8 Plus hoặc những chiếc iPhone cũ hơn thì có thể tham khảo tại 7S. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video, và chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn từ máy mới, máy cũ, máy chưa active, máy đã active rồi hay là máy chả bảo hành gì đó. Nói chung nhiều mức giá lắm nên các bạn có thể tham khảo ở phía bên dưới cho nó chắc nhá. Ok, thế thì điểm đầu tiên, với form thiết kế cũ như thế này thì chúng ta sẽ có một cái đặc điểm nó đã tồn tại 10 năm rồi, chính là cái cảm biến vân tay cũng như là phím home phía mặt trước. Thì với form thiết kế kiểu như vậy và sử dụng với những chiếc iPhone từ trước cho nay thì các bạn rất quen rồi. Chúng ta có vào bất cứ một ứng dụng nào để thoát ra ngoài, các bạn chỉ cần ấn một lần vào phím home mà thôi. Nó quá xá là dễ và gần như là ai cũng đều có thể sử dụng được. Hoặc nếu như các bạn mà dùng những chiếc iPhone 5S trở lên thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay tích hợp ở đây. Và cái việc các bạn bấm vào phím home cái này mở sáng màn hình kèm với mở khóa máy bằng vân tay luôn thì nó cũng tiện hơn rất nhiều so với cái việc đấy đôi khi chúng ta để mặt lưng, để cạnh hông, hay là chúng ta thậm chí dùng máy không có vân tay. VID thì nó một câu chuyện khác, mình sẽ nói sau. Hay là với cái form thiết kế kiểu như vậy thì các bạn thấy nó rất là quen thuộc rồi. Tại vì chúng ta có cái mặt kính kiểu như vậy, hay là cái form thiết kế cong cong, tròn tròn, bo bo như này thì nó xuất hiện từ iPhone 6. Hay là kể cả với những chiếc iPhone như iPhone 4S, iPhone 3, 3GS thì chúng ta vẫn có cái kiểu form cong, hay là mặt trước chúng ta có phím home cứng, camera selfie trước, hay là camera chính ở góc bên phải ở đây. Tức là nhìn vào cái là các bạn đã thấy rất là quen thuộc của những chiếc iPhone từ trước cho đến nay. Và kể cả iPhone 8 với iPhone 8 Plus có một chút xíu sự thay đổi so với iPhone 7, iPhone 7 Plus ở cái màu sắc và cái chất liệu thì nó cũng không làm nên thứ thay đổi quá nhiều. Và các bạn nhìn vào những sản phẩm này thì mình tin chắc các bạn đều biết đấy là iPhone. Và xét về khả năng tiện lợi cho quá trình sử dụng thì công nhận phím home mặt trước như này thì nó cũng khá là tiện, và đấy gần như là những thứ mà rất là quen thuộc rồi. Nhưng tại vì sao mà Apple đã phải chấm dứt cái dòng sản phẩm này và thay thế hoàn toàn sang chiếc iPhone 10? Thì nó đến từ việc Apple iPhone 10 đã tối ưu thực sự rất tốt cái tỷ lệ mặt trước, tức là cái tỷ lệ màn hình so với kích thước tổng thể của sản phẩm. Đây, đặt cạnh hai sản phẩm thì các bạn có thể thấy là iPhone 8 Plus có quá nhiều chi tiết thừa bên trên, bên dưới, cạnh hai bên. Trong khi đó với iPhone 10 thì nó gọn gàng hơn rất nhiều. Và khi cầm nắm sử dụng ở trong tay thì các bạn chắc chắn là sẽ có một không gian lớn hơn trong cái thân hình nó bé và nhỏ hơn. Và đấy chính là một cái điểm mà mình nghĩ rằng Apple đã buộc phải thay đổi. Tại vì sao ư? Tại vì với những chiếc iPhone cũ như thế này chúng ta có một thứ mà nó tồn tại đã 10 năm, chính là cái phím home với cả Touch ID luôn. Và phím home phía mặt trước, cái triết lý của Apple sẽ luôn luôn phải làm đối xứng với thiết bị của mình. Tức là phím home bên dưới mà đã dày rồi là bên trên kiểu gì nó cũng phải làm dày. Và đấy cũng chính là lý do vì sao mà Apple đã phải làm ra một cái form thiết kế nó quá nhiều chi tiết thừa. Màn hình lớn thì lớn thật, nhưng mà kích thước tổng thể của máy cũng quá lớn, dẫn đến là với nhiều người thì lớn quá như vậy sẽ không thực sự cảm thấy là thoải mái. Vậy thì Apple đã phải thay đổi trên những thế hệ mới của họ. Và bây giờ chúng ta đã có chiếc X Plus với màn hình lớn, form thiết kế nó vẫn gọn, và chắc chắn mình tin là trải nghiệm nó sẽ hơn hẳn so với chiếc iPhone 8 Plus như thế này. Điều thứ hai, đấy là Apple đã mạnh dạn bỏ đi cái phím home vật lý cũng như cái Touch ID này để chúng ta sử dụng những công nghệ mới mẻ hơn.
cụ thể hơn thì nó chính là Face ID trên iPhone 10. Mình không nói là Face ID so với Touch ID thì cái nào tiện hơn hay cái nào nó giúp cho các bạn sử dụng nó đơn giản hơn. Thế nhưng trong cái quá trình sử dụng hàng ngày của mình thì đôi khi mình sử dụng Face ID á, nó gần như cảm tưởng như mình không khóa cái màn hình, mình không khóa cái máy luôn. Cầm máy lên màn hình sáng là ngay lập tức nó sẽ mở khóa để mình có thể sử dụng và nó cực kỳ nhanh và tiện lợi. Tuy nhiên trong một vài trường hợp thì Touch ID nó vẫn tiện hơn, ví dụ chạy xe máy ngoài đường mà muốn sử dụng điện thoại gì đó thì mình phải công nhận cái điều này. Thế nhưng mà trên thế giới thì người ta toàn chạy xế hộp thì đâu có chạy Ninja Lead như Việt Nam đâu. Vấn đề đấy không đáng để mà nói đến. Thì cái vấn đề ở chỗ Face ID là một công nghệ mới, là một công nghệ tiên tiến hơn. Và ví dụ như trong năm nay Face ID thế hệ 2 chẳng hạn, nó bảo mật hơn, nhận diện tốt hơn, cũng như kể cả như trong quá trình các bạn đeo khẩu trang nó vẫn nhận diện được, thì không có một lý do gì để mà chúng ta vẫn còn sử dụng cái Touch ID mà nó cũ giống như những thế hệ trước đây cả. Và đấy cũng chính là lý do vì sao mà Apple đã loại bỏ luôn đi Touch ID trong những thế iPhone mới của mình. Có nhiều người thì sẽ nói là tại sao Apple không để cái Touch ID phía mặt lưng logo quả táo chẳng hạn, hoặc là để một vị trí nào đó. Thế bây giờ các bạn thử tưởng tượng đi, giờ đặt cái Touch ID và logo quả táo tức là phía mặt lưng đằng sau, thế kiểu gì mấy ông Trung Quốc lại vào nói lại copy mấy ông Trung Quốc kìa, mấy ông Trung Quốc để vân tay sau lưng từ bao đời rồi. Apple từ trước giờ toàn copy, rồi bây giờ copy nốt cả vị trí cả mấy vân tay nữa thì đỡ làm sao được, đúng không? Thế thôi, bỏ mẹ luôn đi cho đỡ phiền, giảm thiểu một phần nhỏ chi phí nữa chứ, đúng không? Và đến cái vấn đề cuối cùng, mình nghĩ rằng do cái sức ép đến từ cái tỷ lệ màn hình. Thì như các bạn đều biết là trước đây chúng ta có những chiếc iPhone với tỷ lệ màn hình là 4:3 trên iPhone 2, 3, 4, sau đó đổi lên là 16:9 trên 5, 6, 7, 8, 8 Plus các thứ. Và bây giờ lên đến chiếc iPhone 10 thì chúng ta có tỷ lệ màn hình, mình nhớ không nhầm nó là 19:5:9 hay 19:9:9 gì đó. Tức là màn hình nó rất là dài. Và các bạn đều biết là điện thoại nó hiển thị không gian, hiển thị nội dung theo chiều dọc. Tức là màn hình mà càng dài thì nó hiển thị được càng nhiều nội dung. Và với cái tỷ lệ màn hình mới như vậy thì nó lại kéo thêm một cái điểm cộng nữa, tức là cái bề ngang được thu hẹp lại mà chiều dọc thì nó kéo dài ra. Tức là cái kích thước mà khi các bạn cầm nắm nó theo chiều ngang như vậy nó rất là gọn gàng trong tay. Và đây cũng chính là một trong những cái điểm mà mình đánh giá rất cao trên cái tỷ lệ màn hình mới. Vừa hiển thị được nhiều nội dung hơn mà cầm nắm sử dụng trong tay nó cũng dễ chịu hơn. Và đương nhiên là Apple không có lý do gì để giữ lại một cái tỷ lệ màn hình cũ, trong khi những đối thủ của họ đã luôn luôn sử dụng những cái tỷ lệ màn hình mới. Bây giờ các bạn tìm thấy được một sản phẩm nào mới ra mắt mà nó vẫn còn sử dụng được một cái tỷ lệ đấy là 16:9 trên những sản phẩm tầm trên 10 triệu đi, thì thực sự mình phải nói một câu đấy là khó hơn cả lên trời. Và chẳng có một lý do gì để mà Apple lại sử dụng một cái thứ cũ kỹ trong những sản phẩm rất là cao cấp của mình cả. Và đấy chính là vấn đề, và đấy chính là lý do khiến vì sao mà Apple đã thay đổi hoàn toàn như vậy. Nói chung là với iPhone 8 Plus hoặc là iPhone 7 Plus thì vẫn có rất nhiều người chuộng nó bởi vì pin và bởi vì cái Touch ID. Nhưng nếu như ở năm nay chúng ta có một chiếc iPhone X Plus để giải quyết vấn đề về pin so với iPhone X, hoặc là chúng ta có một cái công nghệ Face ID mới hơn, bảo mật hơn để thay thế cho Touch ID, thì lý do nào để khiến các bạn là những khách hàng gọi là tiềm năng của Apple mua sắm những sản phẩm với phong thiết kế cũ kỹ như thế này, đúng không? Vậy thì thay đổi là một điều cần thiết. Và mình đã nhận thấy Apple đã thay đổi trên những chiếc iPhone mới của họ. Và mình thích điều này. Đấy. Và các bạn thì sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Các bạn nghĩ sao về bộ 3 những chiếc iPhone mới của Apple sẽ ra mắt trong năm nay? Và các bạn nghĩ sao về những chiếc iPhone 7, 8, 8 Plus hay là iPhone 7 Plus gì đó? Thì hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới luôn, xem các bạn thích kiểu sản phẩm nào hơn và các bạn thích thiết kế như thế nào hơn. Comment nhé. Và đừng quên là các bạn có thể mua được rất nhiều những chiếc iPhone tại 7S, cũ mới, iPhone 10, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, nhiều lắm. Link ở phía bên dưới phần mô tả video nên các bạn cứ bấm vào và tham khảo cho thoải mái nhé. Ok, video của mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!